Những ngày gần đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh chú rể nổi nóng đập tan đồ đạc và bàn tiệc khi đang cử hành hôn lễ trên sân khấu ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người xôn xao. Hãy cùng tìm hiểu xem nguyên nhân sâu xa của sự việc này là gì nhé. Theo một người bạn là bạn của cô dâu chú rể giải thích, cô dâu có bầu trước nhưng nhà chú rể không nhận, nhà cô dâu phải tự đứng ra tổ chức. Trong lễ cưới, bố chú rể nhiều lần xúc phạm nhà gái. Tình huống trên sân khấu là đỉnh điểm, chú rể nổi nóng để bảo vệ cô dâu và nhà gái. Tuy nhiên, anh B, một người hàng xóm gần nhà, lại phủ nhận thông tin cô dâu KL có bầu trước nên mới cưới gấp và tiết lộ gia đình hai bên đều chấp thuận cho con họ kết hôn, chứ không hề phản đối như tin đồn. Anh B cũng khẳng định, ngoài việc chú rể đập phá đồ đạc trong ngày cưới, thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cặp đôi đã trở thành vợ chồng và về sống ở nhà trai chứ không có chuyện hủy đám cưới. Đoạn clip lan truyền với tốc độ chóng mặt đã khiến cho chú rể bị chỉ trích nặng nề, nhưng cũng rất may là không có chuyện hủy đám cưới. Qua sự việc này thì hy vọng là chúng ta sẽ có cách xử lý bình tĩnh hơn trước những sự kiện quan trọng để tránh mất niềm vui.